Quý thầy, thực sự là con thọ giới cách đây gần 3 năm. Khi cái người cúng dường cho con cái y này, toàn là người biết pháp nguyên thủy, giới định tuệ. Người ta ăn ít bữa, không ăn uống phi thời, rất sợ nhân quả. Đấy. Mà mình biết chia sẻ với nhóm cư sĩ hộ trì chánh pháp. Đấy. Nhưng mà hôm rồi ý định là đi thọ giới cổ túc thì chỉ cần hai cái miếng như thế này, đặt vào bên đây một cái, đặt bên đây một cái thì nó thành năm mảnh là năm thửa ruộng. Đấy, nhưng mà ra cái hàng may của Phật giáo này, máy móc hiện đại lắm, họ sợ, họ bảo con không dám làm, không hiểu kiểu gì nữa. Đấy, khó vậy thì biết làm sao được. Đấy, khi về nhà thì quý thầy bảo thôi, thầy bỏ cái y đấy gấp lại để cho ai sau này người ta thọ giới ta lại xin lại thôi. Bên mình có cần nguyên thủy, có cần phải mới đâu, tinh đâu. Thế là quý thầy đưa cho cái áo này và nói rằng có sư cô ở Tịnh Xá, cũng ở phái cất sĩ mình đây, mà y này từ Ấn Độ mang về, không biết là cái người cúng dường bỏ tiền ra đây thì họ có được giữ giới ít nhất là 5 giới không. Nhưng mà thôi không sao, ý hòa đồng trụ, ý hòa đồng tu mà, lục hòa. Có 4 thầy ở đấy thì 5 thầy, 3 thầy đã, 4 thầy đã bảo là thôi sư lấy cái này đi, cái này đi người ta cúng dường đây. Mà để mãi người nọ mặc người kia mà không lấy này đủ nại này. Thì nó nhiều mảnh quá, không biết là cái mảnh này như thế nào, nhưng mà đúng là những cái mảnh chấp vá của ông Phật thì tốt đây. Chứ không phải là cái cắt ra để máy giả tạo này. Chúng tôi ý định là định dùng những cái y như thế này thôi. Đấy, đấy, mày lung tung mặc cũng có thực người ở thời này bi rồi, nhưng thôi duyên nhân quả làm sao được, họ không máy cho mà bây giờ mình một khâu thì lâu lắm, thôi phải chấp nhận vậy thôi. Đấy, kính thưa mọi người như vậy, đây chắc là duyên nhân quả, y chính thức mang từ Ấn Độ về, khi nhận rồi thì không thực hiện được ăn ngày một bữa và không thực hiện trong túi không có tiền, nhưng hiện tại của cái y cũ thì cũng thực là xấu hổ lắm, nhà ở nóng bức thế này đi chứ đâu có được sung sướng đâu, như đâu quý vị. Thế nhưng mà thôi, hứa với Phật rồi phải giữ gìn thôi, mời giới đã phải giữ thì thành cổ túc rồi, biết làm sao được. Cảm ơn người cúng dường cho con, còn quyết tâm giữ để khỏi uổng công người cúng dường cho con.